Xin chào các bác nhé, xin chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em. Thì các bác nhé, thì đây là lần đầu tiên em quay xuất hiện trên cái kênh Bonsai Yên Vũ. Đấy, em là Yên, đấy, em là chủ kênh các bác nhé. Thì lần đầu tiên em mới quay cái mặt của mình lên đây các bác nhé. Đây các bác, thì hôm nay em quay các bác cái siêu phẩm cây rành rành các bác nhé. Đấy, không biết xa này các bác nhìn có rõ không? Đây là một siêu phẩm cây rành rành. Cây này nó cao khoảng tầm... đây, em cao 1m7 nhé, em đứng đây. Cái này cao khoảng tầm 1m8 các bạn nhé. Đấy. Đây là tổng thể đây. Đấy, em đứng cạnh này. Đấy, các bác em đứng gần đây. Đây là một cây rành rành mẫu tử các bác nhé. Thì bây giờ là em sẽ quay em giới thiệu cho các bác là chi tiết một cây rành rành này các bác nhé. Đấy. Vâng, quý vị khán giả nhé. Thì đây em sẽ vừa lấy là em quay cả cảnh đằng trước thì nó không có người cầm, nó khó. Đây em quay cả cái cành của nó đây. Tổng thể là từ độc từ tính từ mặt chậu lên thôi nhé các bạn nhé. Tính từ cái mặt chậu này lên này. Là cây cao là 1m7, 1m8. Đấy là tính hết cái cút thôi, còn tính cả đến cái trên tính cái ngọn kia của nó phải cao hơn 2m. Đây các bạn nhé, em quay cho các bác xem. Đây cái vành gốc của nó đây. Hôm nay em mới quay thực tế các bác xem này. Hôm nọ quay một đoạn hơi mờ đây các bạn này. Cả cái vành gốc này của nó chắc tầm hơn 50. Đấy. Một cây rành rành mẫu tử các bác nhé. Đây. Nay em quay lại lét cho các bác xem nó mới gọi phê này. Hôm nọ quay là cái kia này anh ấy quay hộ anh không biết quay. Nay cây về vườn rồi. Đây các bác này. Đấy, em về mới ra cái củ này. Đây chắc chắn là hơn 50 rồi. Gần 60 rồi. Đấy. Một cây rành rành như này to thân như này đã hiếm rồi. Bây giờ đây của nó cũng phải hơn 30. To đã hiếm rồi các bác nhé, đây bàn tay này. Chứ chưa nói là làm được những cái cút dẻo như này đây các bác, tay đòn này. Bắp tay mình hết. Cây này về đợt này em vào dây thêm giật thêm nữa thì cây này phê lắm anh em ạ. Một cây rành rành như này làm này thì... cây này chủ nhà làm ở thuần chậu, trồng trên chậu ấy làm 14 năm rồi các bác nhé. 14 năm trên tuổi trên chậu rồi. Đấy các bác ơi. Một cây rành rành rất là nghệ thuật, rất là già. Cây tử của nó đây các bác. Các bác. Tay rất mềm, cây mẫu tử quấn quýt lấy nhau. Một cây dành không có cây thứ hai luôn các bạn. Tìm một cây số 2 như này hơi bị khó luôn các bạn. Gọi cây dành dành mẫu tử nhé các bạn nhé. Cây này về mà thời gian em làm 1 năm nữa thôi là làm những cái dăm bông, em uốn những cái dăm bông kỹ thì tuyệt vời, con cá vời luôn. Cây này không chê một cái gì cả. Một cây rành rành. Nó kiếm đâu được cây rành rành như này. Quá khủng luôn. Đấy mà. Bẻ hơn 50. Đấy. Tay cành tay tán làm. Bây giờ cái này để cái này nhưng bây giờ bóng tán cũng đã đẹp rồi, bây giờ mình vào tầm một đợt dây mình làm nữa thì con này thì khá đẳng cấp rồi. Đây các bạn, em quay tổng thể đây. Tổng thể của đây, một cây rành rành. Các bác đánh giá cây rành rành như nào ạ? Đỉnh không ạ? Ok không ạ? Với em nhìn là nó quá đỉnh, quá đẹp rồi. Đấy các bạn. Để làm được một cây rành rành ấy là khá khó, bởi rành rành mà trồng như này nó lâu năm mà chưa nói là cút mình cắt đi xong mình uốn đấy các bác nhé. Đấy. Tay sau tay trước hai mặt như nhau các bác nhé.
Đây mặt sau đây các bác. Mặt nào cũng như nhau các bạn. Đây các bạn, rất to, em phải đứng xa mấy mét mới quay hết được. Tận này vào tán nữa thì thôi, cây này vuông vắn đẹp lử luôn. Cây này hôm nào là em sẽ quay và em sẽ vào dây, xong là sau đó là em sẽ lại quay lại cho bác xem. Thì nhìn tán nó sẽ gọn hơn nhiều. Dành. Cây to thì rất là nhiều các bạn nhé, nhưng cây to xong lại làm được tay tán như này thì nó khó lắm các bạn. Cái này làm 2 năm nữa tay tán nhìn đẹp lắm. Đấy. Bên đây là một cây mẫu đơn này các bác này. Một cây mẫu đơn. À. Thế cái vanh kia nó phải hơn 30, vanh đây là 27 các bạn. 27, một cây mẫu đơn một thân này các bác nhé. Cây này trước em cũng quay rồi, có nhiều bác hỏi rồi nhưng mà chưa được giá. Thì anh em mình cứ mạnh dạn lên. Đấy. Cây mẫu đơn một thân đây các bác nhé. Đấy, cây này đợt này là cây rất già rồi. Cây này đợt này là em sẽ bấm bóng đi. Đấy, bấm bóng đi để cho đợt sau nó ra nó dày dăm hơn thì nó ấy hơn, thì đợt này lấy về không chăm bẵm được. Một cây dành cây mẫu đơn này các bạn. Lọ có mấy bác hỏi rồi nhưng mà anh em chưa thiện chí lắm. Anh em thiện chí là cây có giao lưu nhé, anh em cứ về tận nơi xem. Đấy, còn rất nhiều cây này. Đấy, như cây ổi này các bác này. Một cây ổi bẹ rất quái. Đây để vừa rồi cái bác ấy không làm ấy chứ. Đây vừa rồi em cắt đi, làm chắc chỉ tầm 5 hơn 5 nữa cây ổi này bóng tán thì cũng cho tầm 2 năm nữa tay cút cũng khá ok này. Cây này thuần chậu là 12 năm rồi các bác nhé. Nhưng ông lên ấy đợt trước ở chỗ ông anh ông chỉ cắt cụt đi, ông ấy không làm. Cứ lên tốt là cắt cụt đi đấy. Cây này cút lên nó nhanh không mà ít là làm thêm một vài tay cút ra cây nó đã khác rồi. Đấy, nhưng chủ chốt là cái video này em vẫn quay em cho các bác xem cây dành dành này. Một cây dành dành này, kiếm đâu cây dành dành khá hiếm này. Đấy. Một cây dành dành này. Quá chất luôn. Đây các bạn. Đấy, tổng chiều cao lên từ mặt bệ lên chậu cái ngọn kia là nó rơi vào khoảng tầm 2m1 các bác nhé. Đấy. Cây dành dành này. Nhiều lúc cây to thì mình quay xa thì nhìn cảm tưởng cái tổng thể nó bé các bạn nhé. Thế nhưng mà cây nhiều lúc cây bé thì quay gần cảm tưởng nó lại to. Đấy, anh em xem thì nhớ like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Thì các bạn xem thì nhớ like và đăng ký kênh các bạn nhé. Đấy, thì để nhận những video sớm nhất của kênh Yên Vũ Bonsai. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.